Thôi không, chạy mau, chạy mau. Wow, nó mạnh quá. Ai, nó leo vô kìa. Nó đâu quay, nó ăn thịt bây giờ. Chạy mau. Hello các bạn, đây là cái bộ Lego mới của mình. Ok, đây là bộ khủng long Lego nha các bạn, Dinosaur Lego. Wow, nhưng mà phiên bản này hơi độc lạ xíu. Đây là phiên bản viện bảo tàng nha các bạn, Museum Dinosaur. Ok các bạn, đây là bên trong của một cái hộp Dinosaur Lego Museum các bạn. Thì đây, chúng ta sẽ có những thành phần như thế này các bạn. Wow, rất là nhiều chi tiết luôn các bạn. Wow, một bạn T-Rex khổng lồ. Một bạn Indominus Rex khổng lồ các bạn. Còn đây là những chi tiết khác. Wow, mình sẽ rất là mất thời gian để thiết kế những cái này các bạn. Ok, nhưng không sao cả. Rồi các bạn, đây là hướng dẫn sử dụng của em nó. Ok, cách từng chi tiết các bạn. Đây, mình sẽ vừa vào quyển sổ này và mình sẽ lắp ráp thành cái bạn bảo tàng khổng lồ. Ở đây có hai miếng này, thì mình sẽ sử dụng hai cái miếng này làm cái đế các bạn. Oh yes. Rồi, bắt đầu lắp ghép thôi các bạn. We'll be right back.
Hey, anh bạn. Ok, ok. Xuống đây nào. Hey, bà chị. Ok. Hooray. Bắn lòng độc ra. Dilophosaurus. Ok. Ta là khủng long bạo chúa T-Rex đây. Run for your life. Yes. Wow. Đây các bạn, mình đã xây dựng thành công một cái viện bảo tàng các bạn. Đầu tiên là mình phải đi vào cái cửa các bạn. Wow, nhìn cái cửa nè. Rất là đẹp nha các bạn. Cửa này có thể mở ra được các bạn. Ok, mình sẽ mở cửa ra các bạn. Wow. Hooray. Vào thôi các bạn. Let's go. Bước vô đây các bạn. Wow, còn đây là bên trong của một cái viện bảo tàng. Thì có những nhân viên đang làm việc nè các bạn. Wow, giờ xem thử các bạn. Let's go. Ok. Wow, đây là cái gì đây? Wow, bà chị đang làm gì các bạn? Wow, cái gì đó màu trắng nó trên này nè các bạn. Wow. Đây là bộ thương hóa thành của một bạn khủng long bạo chúa T-Rex các bạn ơi, nhìn kìa. Wow, nhìn nè. Wow, cái đầu nè các bạn. Há miệng ra kìa. Còn cái chi nữa nè. Wow, bên trong một cái bộ xương. Ôi, nhìn cái bộ xương đó kìa các bạn ơi. Wow, cái chân nè, khổng lồ luôn các bạn. Wow, cũng có dễ gai dễ tới đuôi luôn. Oh my goodness. Wow, nhìn các bạn, quá đẹp luôn. Wow, yeah. Woohoo. Rất là đẹp các bạn. Mình thử xây nha các bạn. Wow, xây được luôn. Wow, wow, nó có thể di chuyển được các bạn. Wow, cái bảo tàng này xịn quá vậy. Wow, đáng sợ thật sự luôn các bạn ơi. Một bộ xương bảo chúa khủng long khổng lồ. Wow. Còn đây, anh bạn này đang làm gì vậy? Hello. Wow, anh ấy đang chăm sóc những quả trứng các bạn ơi. Wow, những cái quả trứng nè. Wow, hai cái quả trứng luôn các bạn. Wow, quả trứng khủng long. Wow, còn đây là một cái bảng. Đây là hai cái xương của khủng long bạo chúa này các bạn. Wow, hai cái xương chân hay xương tay gì đó các bạn ơi, khổng lồ luôn. Wow, kế bên anh bạn này đang chăm sóc rất là kỹ nè các bạn. Anh chàng này nè. Wow, anh chàng Legal đang chăm sóc cái bộ xương. Wow, còn đây. Wow, không thể tin được. Hai cái răng. Wow, hai cái răng khủng long bạo chúa các bạn ơi. Wow, toàn bộ xương của bạn này. Wow, wow. Wow, còn phía sau viện bảo tàng là một cái khu vườn các bạn ơi. Wow, ở đây có cây cọ. À, cây dừa các bạn ơi. Cây dừa có trái nè các bạn. Wow, 1, 2, 3 luôn. Wow, còn đây. Wow, những cái bông hoa và những cái đèn nè các bạn phát sáng nè. Phía sau viện bảo tàng có cây cỏ là rất là nhiều các bạn. Wow. Đây các bạn, 360 độ của cái viện bảo tàng khủng long. Wow, quá đẹp luôn các bạn ơi. Wow, với một bộ xương khủng long bạo chúa khổng lồ các bạn ơi. Wow, nhìn kìa, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Yeah. Wow, tuyệt rồi, sắp tới giờ đóng cửa rồi các bạn ơi. Bye bye, đóng cửa viện bảo tàng lại nha các bạn. Rồi, đóng cửa lại nào. Ok. Rồi, hết giờ làm việc rồi nha. Rồi, anh chị em kiểm tra hàng trước khi về nha. Kiểm tra thật kỹ nha. Rồi, kiểm tra bộ xương nè các bạn. Kiểm tra quả trứng. Rồi, coi còn gì không. Wait, cái gì vậy? Hả? Một bạn khủng long hả? Khủng long thật xuất hiện kìa các bạn ơi. Oh no, nó há miệng kìa. Oh no, nó đang phá kìa bạn ơi. Chạy mau. Nó leo vô kìa. Wow, run away. Oh no. Khủng long đi lông bò xoa đất thật xuất hiện các bạn ơi. Chạy mau, chạy mau. Bum. Có chuyện gì vậy, sao dừng lại vậy? Oh no. Khủng long ai đã xuất hiện kìa. Oh no. Không, chạy mau. Wow, nó mạnh quá. Ai, nó leo vô kìa. Run away, nó ăn thịt bây giờ. Đi lông bò xoa đất cũng ăn thịt một bạn khác rồi. Oh no, cứu tôi với. Đó các bạn.
Đó, bộ đồ chơi hôm nay của mình các bạn, đây là bộ Legal các bạn. Nhưng mà bộ viện bảo tàng trong một khung cảnh bạn khủng long Irex, Indominus Rex và bạn Dilophosaurus tấn công cái viện bảo tàng các bạn. Và cuối cùng là ăn thịt mấy bạn nhân viên ở trong viện bảo tàng luôn các bạn, làm các bạn ấy phải tháo chạy, rất là đáng sợ luôn các bạn. Và phiên bản này cũng khá là hay các bạn. Wow, tuyệt vời. Ok, nếu các bạn thấy hay hãy nhấn một like và một subscribe cho kênh của mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Like now!